Xin chào các quý vị khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Story. Quý vị và các bạn thân mến, hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông cho thấy rằng Bắc Kinh có kế hoạch nhất quán nhằm độc chiếm Biển Đông. Nhiều chuyên gia quốc tế trong và ngoài nước đều đồng ý rằng Trung Quốc đang ngày càng thể hiện âm mưu chiếm lấy Biển Đông của mình. Tình trạng này càng kéo dài thì càng nguy hiểm đối với an ninh khu vực. Có thể nói hải cảnh Trung Quốc là đối tượng nổi tiếng với các nước Đông Nam Á có lợi ích ở Biển Đông, nổi tiếng với sự chờ chẽn, manh động, hung hăng, chà đạp lên luật pháp quốc tế, thiếu tôn trọng các quy tắc ứng xử trên Biển Đông và thường xuyên có các hành động bắt nạt các quốc gia yếu thế. Trong những năm qua, hải cảnh Trung Quốc đang ngày càng leo thang các hành động ngang ngược, mồm thì luôn nói hợp tác hữu nghị, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng trên thực địa, họ sử dụng nhiều thủ đoạn gây khó dễ cho cảnh sát biển Việt Nam và các nước khác. Dù vậy thì để quý vị có một cái nhìn tổng quan sâu hơn, chúng tôi sẽ tổng hợp các thủ đoạn của Trung Quốc mà họ đang áp dụng với mục tiêu đập chiếm Biển Đông. Hãy để nguyên màn hình và cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, hải cảnh là một trong ba lực lượng hàng hải chủ lực phục vụ âm mưu bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm hải quân, hải cảnh và dân quân biển. Nếu như hải quân được đầu tư các chiến hạm tên lửa khổng lồ, thì hải cảnh cũng được trang bị các tàu tuần tra và loại lớn nhất trên thế giới. Từ năm 2017, Trung Quốc đã trang bị cho hải cảnh 2 tàu tuần tra 12.000 tấn và điều chúng tới Biển Đông. Ngoài ra họ còn có 5 tàu cỡ 5.000 tấn trở lên, 39 tàu cỡ 3.000 tấn tới 4.000 tấn và 100 tàu cỡ 200 tới 2.000 tấn. Nhìn chung thì về mặt lực lượng, hải cảnh Trung Quốc xếp hàng mạnh nhất châu Á, vượt trên cả Nhật Bản. Về tổ chức, hải cảnh được phân theo các tỉnh ven biển, trang bị tàu có lượng giãn nước tới 1.000 tấn. Bên cạnh đó thì họ tổ chức 6 đội cơ động, trang bị các tàu có lượng giãn nước từ 2.000 tấn trở lên để tác chiến trên biển xa. Ngoài ra, tại Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc đã xây dựng 4 căn cứ lớn trên 4 thực thể địa lý nhân tạo mà họ chiếm đóng trái phép của Việt Nam, bao gồm đảo Phú Lâm tại Hoàng Sa, Chữ Thập, Vành Khăn Subi tại Trường Sa. Ở đây đều có các âu tàu cỡ lớn, là nơi mà các tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên lui tới, nạp nhiên liệu và túc trực liên tục. Nhưng nơi này đóng vai trò làm bàn đạp cho hải quân Trung Quốc tiến sâu xuống phía nam Biển Đông, mà nơi trước kia họ hầu như không thể vươn tới. Về các thủ đoạn, mưu kế của hải tặc Trung Quốc đứng hàng số 1 là chiến thuật vùng xám, một chiêu bài cực kỳ nguy hiểm mà hầu như ngoài Việt Nam, các nước Đông Nam Á đều đã sập bẫy. Chiến thuật vùng xám được định nghĩa là hành động gây căng thẳng nhưng dưới mức chiến tranh, không tạo cớ cho xung đột xảy ra để các nước khác không có cớ can thiệp quân sự chính thức. Với chiến thuật này, các nước có thể dùng lực lượng quân sự núp bóng các lực lượng dân sự hoạt động. Ở đây, lực lượng đắc lực mà Trung Quốc triển khai là dân quân biển. Có nhiều cách thức triển khai chiến thuật này, một trong những thủ đoạn mà Trung Quốc thường dùng đó là đưa các tàu cá, tàu dân quân biển nhảy vào các vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép, theo sau đó sẽ là tàu hải cảnh đi theo bảo kê. Khi đối phương đưa lực lượng ra ngăn chặn, ngay lập tức thì hải cảnh sẽ tung lực lượng truy cản với tuyên bố bảo vệ người dân. Thực trạng chung của các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines đều có lực lượng chấp pháp thiếu và yếu, số lượng tàu bè hạn chế. Vì vậy, đối phó với các tàu cá và tàu công vụ Trung Quốc, họ thường đem hải quân ra xua đuổi thay vì dùng lực lượng chấp pháp. Chỉ chờ có thế, Bắc Kinh ngay lập tức lưu loa rằng nước sở tại kia đang bắt nạt Trung Quốc, nhanh chóng diễn bộ mặt nạn nhân bị hãm hại, đối phương đang quân sự hóa tình hình tranh chấp và như vậy không có cớ gì tuyệt vời hơn để điều thêm tàu hải cảnh và tàu chiến vào cuộc. Với lý do là bảo vệ các tàu cá, ngư dân chân chính đang bị bắt nạt bởi hải quân ở nước ngoài, lần lượt Indonesia, Malaysia, Philippines đều đã sập bẫy chiêu bài này với việc điều tàu chiến ra để ngăn chặn ngư dân và hải cảnh Trung Quốc. Mà đáng nhất là Philippines, khi họ mất quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough vào năm 2012, sai lầm của Marina khi đó là không nhận ra được bản chất, mục tiêu của tàu cá Trung Quốc và thủ đoạn của hải cảnh Trung Quốc. Có thể nói, Bắc Kinh thực hiện kế hoạch này một cách có bài bản và rất tinh vi. Để câu dụ hải quân đối phương can thiệp, các tàu hải cảnh, bảo kê thường không di chuyển gần tàu cá mà nằm ở khoảng cách xa, không thể nhìn thấy bằng mắt thường hay radar hàng hải. Do đó mà phía Philippines dù đã điều máy bay tuần tra biển theo dõi đội tàu cá Trung Quốc nhưng lại không phát hiện được sự có mặt của hải cảnh. Khi chỉ thấy tàu cá ở bãi cạn, họ nóng vội dương oai tung chiến hạm hải quân xua đuổi nhóm tàu cá ở Scarborough. Chỉ chờ có thế thì tàu hải cảnh Trung Quốc đã ngay lập tức xông vào với lý do bảo vệ người dân, rằng có mấy tuần với sự trung gian của Mỹ, hai bên thỏa thuận cùng rút lui lực lượng trở về hiện trạng ban đầu.
Nhưng ngờ đâu, những cái đầu ngây thơ của Manila và Mỹ đã sập bẫy lần hai khi Trung Quốc lật lọng giữ nguyên lực lượng tại bãi cạn và thế là xong. Hoặc như sự kiện Trung Quốc tập trung hơn 200 tàu cá tại Đá Ba Đầu thuộc lãnh hải 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông của Việt Nam trong tháng 3. Thoạt nhìn thì xung quanh bãi đá chỉ toàn tàu cá, nhưng tại các thực thể địa lý mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép, tàu hải cảnh của họ đã nằm chờ sẵn. Họ chỉ chờ khi đối phương ra tay một cách không khôn khéo, hải cảng sẽ ùa ra khu vực này dẫn tới tình hình phức tạp. Thiếu chút nữa thì Philippines một lần nữa sập bẫy khi tuyên bố đưa tàu hải quân và máy bay chiến đấu ra Đá Ba Đầu. Thật may là họ đã tỉnh ngộ kịp lúc, sau cùng thì chỉ điều một tàu tuần duyên ra theo dõi. Về phía Việt Nam ghi nhận thực địa, ta cũng có các tàu cảnh sát biển 2.500 tấn nằm gần bãi cạn Ba Đầu, theo dõi động thái của tàu cá Trung Quốc. Rốt cuộc thì sau chừng một tháng, đối phương đã rút bỏ lực lượng sau khi câu nhự không thành. Có thể nói Việt Nam hơn ai hết là láng giềng với Trung Quốc hàng nghìn năm nay, đã nhiều lần đối đầu trên chiến trường, từ cổ tới hiện đại. Có lẽ ta là một trong những quốc gia hiểu người Trung Quốc nhất, nhận thấy rõ chiến thuật vùng xám cũng như các hoạch định tương lai của Bắc Kinh. Việt Nam ngay từ khi bước vào thế kỷ 21 đã tập trung đầu tư các lực lượng chấp pháp, thực thi pháp luật biển. Năm 1998, Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập với 7 tàu tuần tra kiểu cũ của Hải quân và đến năm 2021, Cảnh sát biển Việt Nam đã có hơn 70 tàu các loại, trong đó đã sở hữu các tàu 2.500 tấn đến 3.000 tấn. Ngoài ra, thì năm 2013, ta thành lập tiếp tục lực lượng kiểm ngư. Sau 8 năm phát triển, đã có 120 tàu, gồm 4 tàu 2.500 tấn, 50 tàu cỡ 750 tấn. Phải nói rằng, quy mô của Cảnh sát biển Việt Nam và kiểm ngư Việt Nam hiện đứng thứ nhất Đông Nam Á và cũng có chân trong tầm châu lục. Vì vậy, trong khoảng 8-10 năm trở lại đây, Hải quân hầu như lùi về tuyến 2, cơ động hỗ trợ vòng ngoài, nhường tuyến đầu cho Cảnh sát biển và kiểm ngư đấu tranh với hải cảng Trung Quốc. Và như chúng ta đã thấy rõ, cho tới giờ phút này, bất chấp việc đối phương có tàu to, Cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam vẫn giữ vững thế trận, nhiều lần đáp trả tay đôi với Trung Quốc. Thủ đoạn thứ hai của Trung Quốc thường xuyên áp dụng tại Biển Đông, đó là trò hô biến số hiệu tàu, đánh số tứ tung. Ví dụ như tàu hải cảnh Trung Quốc ban đầu mang số hiệu 5101, sau đó đổi thành 46115, sau đó lại tiếp tục đổi thành 3104. Tàu hải cảnh mang số hiệu 5012 đổi thành 37115, sau đó lại đổi thành 1102. Đặc biệt là tàu 3901, tàu tuần tra lớn nhất thế giới của hải cảnh Trung Quốc, lượng dẫn nước 12.000 tấn, năm 2020 được đổi số thành 5901. Biến động số hiệu tàu thường xuyên diễn ra sau khi hải cảnh Trung Quốc trải qua một nhiệm vụ quan trọng trên biển, tiêu biểu như tổ 3901. Việc đổi số diễn ra sau khi nó thực hiện nhiệm vụ quấy rối xâm phạm trái phép bãi cạn tứ chính của Việt Nam. Từ giữa năm 2019 sang năm 2020, chúng nhanh chóng được thay tên. Hành động này là nhằm mục đích gây hoang mang cho đối phương, khiến họ lúng túng không nắm rõ số lượng tàu hải cảnh. Mới năm ngoái, số hiệu mới đánh đến 4 chữ số, năm nay đánh 5 chữ rồi, thêm vài con giống như vậy, người ta có thể sẽ nghĩ rằng Trung Quốc tiếp tục biên chế đoàn tàu mới khiến đối phương hoảng sợ. Có tàu đổi số hiệu một lần, có tàu đổi đến 2 lần, có tàu đổi số hiệu đến 3-4 lần. Tất nhiên, lực lượng chấp pháp Việt Nam thường xuyên trực trọng điểm và làm nhiệm vụ trên biển thì đã quá quen với các tàu hải cảnh. Chúng ta hiểu rõ từng đặc điểm, đặc tính và biết luôn tên thuyền trưởng của đối phương, cho nên có đổi 10 lần số hiệu thì cũng chẳng ăn thua. Một thủ đoạn nữa cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn, đó chính là việc Trung Quốc đang sử dụng khung thân tàu chiến để đóng tàu hải cảnh. Ít nhất cho tới thời điểm này, giới phân tích xác định được rằng Trung Quốc đã phát triển các phiên bản tàu hải cảnh từ khinh hạm 4.000 tấn Trai-054A, tàu hộ vệ 1.500 tấn Trai-056. Việc sử dụng khung thân cơ sở của tàu chiến để đóng các tàu hải cảnh giúp cho nước này tiết kiệm được chi phí thiết kế, trong khi khung thân rất vững chắc, bền bỉ, đi biển tốt, chịu sóng gió nhiều cấp độ. Về vũ khí, các tàu này thường trang bị pháo hạng hạng cỡ là 76 ly ngang ngửa với các tàu chiến của hải quân. Bởi thông thường với nhiệm vụ chấp pháp, các tàu tuần tra của cảnh sát biển, hải cảnh thường chỉ mang tới pháo 30 ly, không nhiều quốc gia dùng pháo hạ nặng 76 ly. Nên việc Trung Quốc lắp pháo 76 ly là một điều rất đáng phải theo dõi. Một vấn đề nữa là các tàu hải cảnh này thường được đóng với nhiều không gian chờ để khi cần thì có thể đưa vào nhà máy gắn thêm vũ khí để biến thành chiến hạm tên lửa.
Có thể nói việc trang bị cho tàu chấp pháp pháo hạng nặng, trong trường hợp xung đột, chúng có thể trở thành tù pháo chỉ viện hỏa lực tại chỗ, chờ quân tiếp viện hoặc gây hấn khiêu khích đối phương. Đây là nước đi có tính toán kỹ càng của giới cầm quyền Trung Quốc. Nó cho thấy một tầm nhìn chiến lược của một kẻ đã sẵn sàng cho xung đột quân sự. Với riêng Việt Nam, hải cảnh Trung Quốc còn có nhiều trò hơn nữa nhằm hoại uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế khi không thể làm gì hơn trên thực địa. Ví dụ như trong sự kiện, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của ta năm 2014. Ở đó, các tàu Trung Quốc thường xuyên có các hành động ngang ngược, chèn ép, đâm húc, phun vòi rồng uy hiếp tàu công vụ Việt Nam. Toàn bộ các hình ảnh này được đăng công khai trên truyền thông đại chúng, khiến Trung Quốc mất mặt trên trường quốc tế. Nhận thấy đang bị thất thế về ngoại giao, Trung Quốc ra sức tuyên bố rằng Việt Nam cũng có những hành động tương tự nhưng không đưa ra được bằng chứng. Để lấy một cái cớ, họ đã dàn dựng kịch bản để đóng vai nạn nhân. Theo đó, họ dàn xếp cho một tàu hải cảnh lao tới trước mũi tàu công vụ Việt Nam. Một tàu khác được bố trí gần đó, quay lại những hình ảnh này. Họ lợi dụng lực quán tính đến khi lao lên trước mũi tàu Việt Nam, tàu sẽ tiếp tục tiến về phía trước, tạo ra một cảnh tượng như thể Việt Nam đang cố tình đâm vào tàu công vụ Trung Quốc, rồi từ đó lưu loa lên rằng Việt Nam hung hăng, ngang ngược, chèn ép đâm húc tàu Trung Quốc. Nhưng quỷ kế này đã sớm bị Việt Nam vạch trần. Các tàu của ta đã chủ động giảm hết tốc lực, trả hết lái để tránh va chạm. Cho nên tới khi rút giàn khoan, Trung Quốc chưa bao giờ tìm được một đoạn băng ghi lại cảnh Việt Nam chèn ép tàu hải cảnh. Về cơ bản, trên đây là những thủ đoạn thường được Trung Quốc áp dụng. Lưu ý đây chỉ là một phần, vì Bắc Kinh còn rất nhiều trò khác. Dù vậy thì việc sống cùng với ông láng giềng xấu bụng suốt hàng nghìn năm lịch sử đã dạy cho Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm. Qua đó, các lực lượng chấp pháp của ta luôn trong tư thế cảnh giác. Không chỉ có vậy mà các lực lượng hải quân phòng thủ ở Trường Sa cũng hàng ngày hàng giờ phải đối phó với các mưu kế của đối phương. Thế mới thấy cuộc đấu tranh trên biển là cực kỳ gay go và phức tạp. Không hề dễ như ngồi mà nghĩ, không sao làm như thế này, sao không làm như thế kia. Ngồi ở nhà cũng không thể hiểu hết được, vất vả, gian nan mà lực lượng bảo vệ biển phải đối mặt. Vì vậy mà chúng tôi tha thiết mong rằng người dân chúng ta hãy luôn tin tưởng vào đường lối đấu tranh của Đảng và Nhà nước. Đừng có thấy hai chữ Biển Đông như là một số thành phần nhảy vào hô hào quân đội phải làm gì đó ngay và luôn. Thay vào đó, các bạn hãy đọc và tìm hiểu xem nội dung là gì, rồi hãy bình tĩnh đưa ra lời phán xét sao cho khách quan nhất. Còn quý vị và các bạn khán giả có nhận xét gì về vấn đề trên, hãy chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Video xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.